giọng nhất. Xin mời các thành viên của công ty Nhất Tín sẽ lên chụp một bức hình. Và xin mời các quý khách ở dưới chúng ta cùng nhiệt liệt cho một tràng pháo tay để chúc mừng cái buổi ra mắt của công ty Nhất Tín trong cái buổi tối ngày hôm nay được thành công viên mãn. Xin chân thành cảm ơn ạ.